biết tiếng Anh hơn. Sẽ mở thí điểm một vài chuyến xe buýt để đưa đón các bạn đến Victoria học tập và vui chơi. Con sẽ được thực hiện những bộ phim hoạt hình hay vậy ở Việt Nam. Các anh chị hãy khơi gợi, đặt cho con những câu hỏi và nuôi dưỡng cái ý nghĩa nhân văn trong những cái ý tưởng và những cái câu chuyện của các con. Như một ông bố bà mẹ khác thì chúng ta đều rất yêu thương con của mình. Chặng đường cho các cháu đi tiếp theo như thế nào và có thể là cùng với các cháu định đoạt cái ước mơ đấy. Điều gì sẽ xảy ra đó là con sẽ có nhiều người trong miền Nam biết tiếng Anh hơn. Có cơ hội ra du học nước ngoài nhiều hơn. Đó, nhà con quyết định là con sẽ làm giá rẻ sao cho lần ấy con thấy là bố mẹ của con luôn luôn mệt mỏi và nhăn nhó khi phải dậy sớm để đưa con đến Victoria học tập. Và con thấy là các bạn trên lớp con cũng không có được đến Victoria chơi là bởi vì bố mẹ không có nhiều thời gian để đưa đón. Con nghĩ là ước gì con có một chuyến xe an toàn để chở tụi con đến Victoria học tập và vui chơi và không có phải là tốn thời gian của bố mẹ, và bố mẹ sẽ an tâm khi mà cho tụi con đi học cũng như là đi vui chơi một mình. Con quyết định là sẽ mở thí điểm một vài chuyến xe buýt để đưa đón các bạn đến Victoria học tập và vui chơi. Và nếu được chọn thì điều bất ngờ sẽ xảy ra là sẽ giảm ùn tắc giao thông, không có bị kẹt xe nữa. Và năng suất làm việc của bố mẹ sẽ tăng lên sau 2 ngày được nghỉ ngơi. Và Victoria sẽ đông khách hơn và các chỗ quảng cáo trên xe buýt sẽ hiệu quả hơn. Con xin hết ạ. Thì bạn con có nói là mình rất muốn đi học múa, nhưng mà không biết sao ba mẹ không cho mình đi học múa. Rồi ba mẹ còn nói với mình múa rất là cực khổ này kia, thế là không được học tập, đi du học giống như một những môn học bình thường. Con nghĩ con cần mở ra một kênh YouTube để giúp tất cả các bạn thiếu nhi mà muốn đi học múa mà không có điều kiện và ba mẹ không đồng ý. Và con quyết định con sẽ mở ra dự án cho những người bạn của con để làm chung với con. Và nếu được chọn thì điều gì sẽ xảy ra là những nhà đầu tư sẽ kiếm được tiền của con. Con tên là con tên là Cát Uy và mời vào nhận bài của con bắt đầu. Lần ấy con thấy là thực trạng phim hoạt hình Việt Nam chưa được hoàn hảo. Con nghĩ rằng nó chưa có bất kỳ một bộ phim nào hay cả về nội dung lẫn kỹ xảo. Hình ảnh 3D thì chưa có được đẹp. Nên con quyết định tìm mọi cách để được đào tạo nghiên cứu chuyên sâu về các kỹ xảo. Kỹ thuật làm phim của Pixar Animation, đó là một công ty xuất sắc về làm phim. Bây giờ chẳng hạn như phim Coco hay là Gia đình siêu nhân, gần đây nhất con quyết định tìm mọi cách để được đào tạo chuyên sâu về phim và con sẽ được thực hiện những bộ phim hoạt hình hay những cái trung tâm ở xung quanh thành phố không có những cô giáo mà bằng lớp giống như là lớn hơn nhưng mà vẫn là trẻ con. Và con nghĩ là mình sẽ mời các bạn và các thầy cô của mình sử dụng cái kiến thức mà thầy cô và các bạn đã cho mình để tạo một cái trung tâm mà chính mình dạy cho các em mầm non. Và con quyết định là con sẽ mở nó ra và sẽ dạy cho rất nhiều các em mầm non và lớp 1. Mà sao ông già Noel lại biết công thức em xa thế? Ông già Noel suy nghĩ là ông già Noel gì? Ông già Noel đang đi cấp tốc. Chú tin rằng là tất cả các con lúc 3 tuổi hay 1 tuổi hay 2 tuổi gì đó, các con cũng tuyệt vời như vậy. Các con có thể kể chuyện như vậy. Để sáng tạo chúng ta cần nhấn mạnh ở trong cái bài trình bày của mình. Vấn đề là vấn đề về con người và vấn đề về skill up level. Founder là các cháu có chứng minh được là các cháu là một người founder đáng trở thành doanh nhân hay không? Chú hãy tin rằng các con sẽ cực kỳ tập trung cho con mission.